Layali Khabit có hai em sinh đôi mới sinh. Chứng kiến cảnh mẹ mình chật vật mỗi khi các em khóc không biết vì lý do gì, cô đã phát triển ứng dụng mang tên Motherhood Guide, sử dụng trí thông minh nhân tạo AI, phân tích tiếng khóc của những đứa trẻ sơ sinh để xác định chúng đói bụng, buồn ngủ, đau đớn hay cần phải thay tã. Đầu tiên là mở ứng dụng, sau đó chọn microphone. Khi đứa trẻ bắt đầu khóc, nhấn nút thu âm. Ứng dụng sẽ phân tích, sau đó nói cho chúng ta biết nguyên nhân và một số giải pháp. Khả tiếp bắt đầu phát triển Motherhood Guide vào năm 2019. Khả tiếp học lập trình thông qua các lớp học trực tuyến và sử dụng một trang web nguồn mở để tạo ra ứng dụng. Nữ sinh này cho biết ứng dụng này có độ chính xác lên đến 93%. Nhà phát triển trẻ tuổi Hy vọng, Major Hood Guy, sẽ được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Khả tiếp còn có ý định phát triển một ứng dụng có thể chẩn đoán bệnh tự kỷ.